Chủ yếu là cắt các cái mẫu tóc của chủ tịch Kim Jong Un là chính, còn Donald Trump thì các cái mẫu của ông ấy mới có khoảng 5 người cắt thôi. Giác thì khi mà quyết định cắt tóc theo ông Trump thì em cũng đã suy nghĩ rồi và em sẽ không hối hận hoặc là tiếc nuối gì cả, vì đây là vị người là lãnh đạo mà em yêu quý, nên là em không có tiếc khi mà em xuống tóc.